Hello anh em nhé, bây giờ là 7 giờ sáng và tôi đang đi mở một cái khóa ô tô, đang đi quên chìa khóa. Có phải con này không ta? Quên chìa khóa à? Mở mất chìa khóa, cửa không mở được đấy ạ. Ê, đùa. Nhau ấy. Ê. Tay nóng của quán này đâu? Đấy rồi. Quên. Ảo thật đấy. Nhấm lên bửa ngay được mà. Nếu mà gạt được cái cửa kia ra thì anh không biết có giật được cả cái tay nắm ở trong kia ra không nhỉ? Ừ, nhỉ. Đúng rồi, tại vì ngoài này cũng không mở được. Chìa có, không gạt được, tay gãy. Ừ. Bây giờ thử móc cái đấy xong rồi là gạt ở trong luôn. Ừ. Bây giờ được đứng lên yên xe thử nhìn cho mình cái chìa sắt xem bây giờ có đúng cái chỗ xong rồi móc. Gạt bên này bên kia đúng ra. Chắc là thế, bây giờ chỉ cần mở được cửa thôi là chốt bung. Không biết là nó có nhảy cùng không? Không thì cứ mở bên này thôi, mở xong được bên kia thì mở tính sau. Anh thử vặn chìa khóa xem chốt nó có nhảy không? Được. Ừ, anh thử vặn chìa khóa xem chốt nhảy không? Nhảy, bây chỉ cần giật cửa thôi. Em nghe đây anh ơi. Rồi, anh kia anh vào rồi. Đang chuẩn bị mở được. Cái tay ở đâu rồi, anh nhìn thấy không? Lên tí anh ơi. Rồi nhé. Rồi, đẩy ra rồi đấy. Đẩy đấy. Đẩy ơi. Đẩy chưa? Đẩy ơi, thấy đẩy ơi đấy. Bên này nhiều lúc mở ra thì em kéo ra phải hết tầm nó mới mở mà. Với thạch. Cửa này vấn đề rồi. Ok, được rồi. Sau gần 20 phút loay hoay thì tôi cũng đã mở được cửa cho các bác mà tiếp tục bốc hàng. Bây giờ tôi sẽ đi đến chỗ ông chủ xe để lấy tiền. Thì anh em bảo là cái công quả này thì lấy bao nhiêu tiền cho nó hợp lý. Chắc là cũng phải đôi ba chục triệu đây.